Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình đã quay trở lại rồi đây. Thì không biết hôm nay các bạn dự kiến sẽ cho chúng ta cái gì nữa ha. Bây giờ để xem nào. Thì ra đây chính là một em vừa này siêu dễ thương luôn. Đây chính là một con gấu bông. Nói chung là mình rất là thích Bonnie. Ở ngay đằng sau lưng này nó có một cái ký hiệu đó là bông bóng. Vậy đó, chắc là đây là Pinkie Pie rồi. Các bạn có coi phim My Little Pony không? Nếu như các bạn coi thì hãy nhớ comment cho mình xem nha. Mình là một fan của My Little Pony luôn á. Con này siêu dễ thương luôn. Đây là một con em bé đúng không? Xong rồi, mình có một phiên bản lớn. Đây là có một cái gương miệng. Vì hồi xưa mình rất là thích chơi Bonnie cho nên mà đã có một bộ sưu tập Bonnie luôn. Và đây chính là Pinkie Pie phiên bản lớn. Đây nè, rất là dễ thương. Bây giờ mình sẽ bỏ qua bộ sưu tập này đi ha. À không, đây không phải là Pinkie Pie. Đây là công chúa hoàng cung hay gì đó mình cũng không nhớ nữa. Siêu dễ thương nha. Tiếp theo đây chính là Lạ Lùng. Không phải Lạ Lùng, tên gì ta? Nếu như các bạn nhớ tên thì hãy comment cho mình biết con này tên gì nha. Ở đây nó có một cái hiện như mong đó là ba viên kim cương siêu đẹp luôn. Mình nhắc trong phim rằng là em rồng spa rất là thích cái em này luôn á. Còn đây rằng là cũng là một công chúa luôn. Công chúa này cũng có màu trắng và ở ngay phía bên hông thì có một cái mặt trời rất là đẹp. Mình nhớ là công chúa chị có mặt trời, công chúa em thì có một cái mặt trăng. Nhưng mà mình chưa có mua được em công chúa mặt trăng cho nên mình sẽ cố gắng mua gần nhất và cho các bạn coi nha. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn coi bộ sưu tập ba con Bonnie siêu dễ thương của mình. Hai em này là công chúa nè. Hai em này bình thường, mình sẽ cho các bạn coi tất cả các huy hiệu của tụi nó. Đây, các bạn đã thấy chưa? Rất là dễ thương luôn á. Mình là một fan trung thành của Bonnie. Và chúng ta sẽ bỏ qua bộ sưu tập này đi. Tiếp theo sẽ là, các bạn không biết lạ đến rồi phải không? Đây chính là em cầu vồng. Thì ra hồi xưa rằng là cầu vồng chơi rất là dễ. Cầu vồng là chỉ cần các bạn bỏ đất sét vào trong này, xong rồi là các bạn nhấn nút, các bạn nhấn cái này nè, đè xuống là ở trên đầu nó sẽ ra một cái ngọn cốc rất là đẹp. Và đây là những cái khuôn để cho các bạn có thể tạo hình, rồi sau đó các bạn sẽ gắn lên đầu cầu vồng nè. Mình bỏ qua cái này đi. Và tiếp theo đây chính là những con gấu bông. Đây chính là lấp lánh Twinkle. Đây mình có hai lấp lánh rồi. Lấp ảnh đen lông lánh này thì cắt tóc, cái tóc thì lông lánh này thì cũng có tóc nhưng mà cái tóc của nó là bằng bông. Và tiếp theo nữa là một em, đó chính là em cầu vồng size big. Hello, thật sự là em này rất là dễ thương luôn, mình cực kỳ thích cầu vồng luôn. Thì hồi xưa sinh nhật của chú Chí Thiện, mình cũng đã tặng cho chú Thiện một con Bonnie màu xanh vậy nè. Cũng là cầu vồng, rất là dễ thương. Mình cảm thấy mình rất là thích Bonnie. Nếu như bạn nào là fan trung thành của Bonnie thì hãy nhắn tin cho mình biết nha. Và các bạn hãy nhớ subscribe kênh channel của mình. Và đặc biệt là nếu như các bạn muốn mình review món gì thì các bạn hãy cứ comment ở dưới, có gì thì mình sẽ review cho các bạn nha. Tới đây thì chương trình cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.